Tại tỉnh Cà Mau, cầu Cái Đôi Vàm bắc qua sông ra cửa biển Cái Đôi Vàm ở huyện Phú Tân chưa kịp hoàn thành thì bất ngờ bị sập nhịp chính rơi xuống nước. Ông Lâm Văn Bi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau cho biết đã chỉ đạo Sở Giao thông, Sở Xây dựng, Ủy ban Nhân dân huyện Phú Tân và nhà thầu thành lập các tổ công tác đặc biệt để xử lý sự cố. Tổ này sẽ thuê một đơn vị tư vấn độc lập để tìm nguyên nhân, sau đó sẽ xử lý theo trình tự pháp luật và trách nhiệm của các bên liên quan. Xuống rồi.